Thưa tất cả bà con, chủ phí giao dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê London và New York thì điều chỉnh tăng giảm đáng kể nhé. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại kênh Đào Phạm mình nhé. Hôm nay là ngày thứ 6, mình Đào Phạm xin chúc tất cả bà con, chúc tất cả mọi người một ngày mới luôn luôn gặp nhiều sự may mắn và vui vẻ nhé. Bây giờ mình sẽ đi quay bằng giá cà phê thực tế tại các địa phương các tỉnh, bằng giá tiêu tại các địa phương các tỉnh, xem thử rồi ra sao cho bà con tham khảo nhé. Mong bà con và mọi người lúc nào cũng ủng hộ kênh Đào Phạm mình nhé. Nếu bà con lần đầu tiên xem kênh mình thì hãy cho mình xin một nút like, một nút đăng ký miễn phí mọi người nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ mời bà con theo dõi bằng giá cà phê bằng giá tiêu ngày hôm nay nhé. Thưa bà con, sau đây là bằng giá cà phê sàn London chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Rovota thì tăng giảm đáng kể nhé. Giá cụ thể là kỳ hàng giao ngay tháng 1 tăng lên 3 đô lên 1.878 USD trên tấn. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 thì không tăng không giảm. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 thì giảm 2 đô. Kỳ hàng giao ngay tháng 7 năm 2023 thì giảm 3 đô bà con nhé. Thưa bà con, sau đây là bằng giá cà phê sàn New York chốt phiên giao dịch ngày hôm nay ngày thứ 6. Giá cà phê tại sàn cà phê Arabica thì tiếp tục có giảm nhẹ bà con nhé. Giá cụ thể là kỳ hàng giao ngay tháng 12 thì giảm 0.90 cent xuống còn 178.85 cent trên pound. Kỳ hàng giao ngay tháng 3 thì giảm 0.35 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 5 thì có tăng 0.50 cent, xin lỗi bà con là 0.05 cent. Kỳ hàng giao ngay tháng 7 thì tăng lên 0.15 cent bà con nha. Bây giờ Đài Phú Hào mời bà con theo mình theo dõi bản giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ 6 nhé. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô các tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 6, ngày 28 tháng 10 năm 2022. Thưa tất cả mọi người, sau đây là bảng giá cà phê, bảng giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ 6 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.